Phân đoạn 569. Đời sống và sự tu tập khó có thể chỉ trích. Khó ai có thể chỉ trích đời sống ứng dụng 10 chánh đạo với cận duyên và tư trợ thông qua sự giảng dạy 40 đại pháp. Kinh văn: Này các tỷ kheo, cho đến các dân chúng ở Ukkala và dân chúng Quách Xá, dân chúng Phan Ná, theo vô nhân luận, theo vô tắc luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn 40 đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? Vì sợ quở trách, phẫn nộ, công kích. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng tỳ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Alo, alo, quý vị nghe được chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Thật sự thì cái bài học hôm nay thì nó rất là tối ưu quan trọng, và chúng ta có đọc đến nói đọc lui để mà thuộc cũng là một cái hạnh phúc. Vì ở đây thì chúng ta thấy 40 đại pháp trong 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó thì cũng có nói đến bát chánh đạo. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy cái bài kinh đại kinh 40 đại pháp này đó thì chỉ liên quan đến thiện bất thiện, chỉ liên quan đến những cái pháp để cấu thành đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát là bát chánh đạo, và những cái pháp ngược lại đó là như là bát tà đạo mà hợp với những cái tà duyên, thì những cái pháp đó là những cái pháp mà đời nói lên thì chúng sanh có nhận định, có biết thì cũng thấy được đó là những cái phương pháp ngược lại những cái gì hạnh phúc, những cái gì an lạc cho đời, đem lại cái sự bất an cho chúng sanh. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này đó thì mỗi cái pháp được Đức Phật ngài nói từ cái thánh chánh định, thì chúng ta cũng cũng thấy cái thánh chánh định mà nó được cận duyên và trợ đó, nó phải có chánh kiến. Nói chung á, là những cái pháp mà từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định mà chúng ta hay học và được phân biệt như là chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định phần. Chúng ta thường nghe học và có cái sự phân định như vậy. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về cái thánh chánh định đó được nói lên đó là hay là cái chánh kiến đó là cái đi hàng đầu đó. Thì cái chánh kiến này nó phải có thấy được cái tà kiến. Cái tà kiến là gì? Tà kiến là nói đến mình không có tin đời này đời sau, không có tin ân đức của cha của mẹ, có những loài quá sanh, không tin trên đời có những vị sa môn tu hành chánh hướng chánh hạnh. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người tà kiến là họ không tin thường kiến, họ không có thấy được cái chánh kiến mà họ rớt vào thường kiến hay đoạn kiến. Đó là những cái tà kiến mà Đức Phật ngài thường nói là bận nhơ nhất ở trong 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 đời này, thì không có cái gì bằng tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy chánh kiến mà được Đức Phật ngài nói á, là một cái người mà không tin có cái sự cúng dường hay là có sự tế tự, không có tin có quả báo thiện ác, không tin có đời này đời sau, không tin có ân đức của cha của mẹ, không tin có những loài hóa sanh ở đời, không có tin những gì sa môn như là các bậc chánh đẳng giác, các vị độc giác, các vị thinh văn giác, các vị tam quả, các vị nhị quả, các vị sơ quả, không có tin như vậy. Không tin có những vị mà tu tập để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là bốn thiền sắc hay bốn thiền vô sắc. Như vậy những người đó họ không tin, nghĩ rằng con người mà sao đạt được cái vấn đề này vấn đề kia, đó là những cái người có tà kiến thì họ thường có cái lập luận như vậy. Thì ở trong cái bài học này Đức Phật nói cái chánh kiến đó là cái ngài cũng nói đến hai loại, là cái chánh kiến đưa đến hữu lậu. Hữu lậu nơi đây là nói đến cái sự tái sanh. Bởi vì mình nói rằng hữu là cái sanh hữu, lậu là cái gì mà nó cho đi đi tái sanh. Như vậy hữu lậu là những cái gì mà nó đưa đi tái sanh,
Như vậy thì chúng ta thấy rằng đưa đến cái quả sanh y đó, bát thí quê bát cá, là nói đến cái sự mà còn luân hồi mà mình có chánh kiến thì mình tạo được những cái thiện nhân nó cho cái thiện quả, thì chúng ta gọi là cái chánh kiến đưa đến đến sanh y. Rồi cái chánh kiến đó, vô lậu hay là siêu thế đó, đưa đến đạo chi đó, là muốn nói đến cái chánh kiến này ở trong cái tâm siêu thế. Và trong bộ Bát Thí Xâm Phí Đa Mắt Gá đó cũng có nói đến chánh kiến, là thấy rõ chánh tư duy là suy tư, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là đúng đắn, chánh tinh tấn là nỗ lực, chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn. Thì trong một cái tâm đạo nó có bát chánh, các cái việc làm của bát chánh nó đều có ở trong đó hết. Trong bộ Bát Thí Xâm Phí Đa Mắt Gá thì có trình bày như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy chánh kiến ở đây đó thì cũng được Đức Phật ngài trình bày có hai loại là đưa đến sanh y và đưa đến đạo chi. Có nghĩa là mình có cái sự tu tập đúng đắn đó, thì mình chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nếu còn phải tái sanh đó, thì mình sẽ tái sanh vào những cái cõi vui. Chúng ta thấy bậc thánh vô lậu mới mới hoàn toàn, có nghĩa là chấm dứt luân hồi. Còn bậc thánh hữu lậu đó thì bậc thánh tu đà quần tư đà hàm a la hàm đó thì vẫn còn phải luân hồi, dù là một lần hay là 7 lần hay là không trở lại đời này nữa, thì cũng là những vị còn tái sanh. Như vậy chúng ta hiểu rằng nếu bậc thánh nó chỉ có bậc thánh vô lậu là a la hán thôi, chứ còn nếu bậc thánh hữu lậu đó là thánh tu đà quần tư đà hàm, còn những cái kiến những cái trong cái 10 cái phiền não đó vẫn còn. Ví dụ chúng ta thấy vị thánh tu đà quần thì thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ thôi, dục ái và sân chưa đoạn trừ được, ái sắc ngã mạn vô minh và phóng dật đó, thì vị a la hán mới đoạn trừ được những cái kiết sử thượng tầng đó. Chính vì điểm đó nên ở trong bài học này chúng ta cũng thấy có chánh kiến hữu lậu đó, đưa đến phước báo, đưa đến cái quả sanh y. Khi mình tin ở đời có bố thí, có cái sự bố thí đó, có nghĩa là bố thí cúng dường đến Phật Pháp Tăng, hay là bố thí cúng dường đến các cái chúng sanh nào có giới hạnh, hay là bố thí cho tất cả mọi loài mọi vật mà mình đem ra để mình cho sự sống, để cho cái sự an vui trong cái sự sống của những chúng sanh đó. Như vậy đó thì chúng ta hiểu cái sự bố thí hay là cái sự cúng dường hay là cái sự tế tự đó là mình có vật gì mình đem ra để mình làm những cái thiện sự công đức, mà ở đời đó, mình làm được như vậy thì người trời đó họ hoan hỷ, họ tán dương. Như vậy thì khi mình làm được những cái thiện nhân thì có cái thiện quả để cho mình tái sanh vào cõi vui, như là 7 cõi vui dục giới, từ cõi người đến đến 6 cõi trời, đó là cõi vui dục giới. Như vậy thì muốn nói đến cái người có chánh kiến thì họ làm được những cái việc thiện, họ tạo được việc tốt, và cái việc thiện việc tốt đó là cái quả báo để sanh về nhàn cảnh. Rồi cái quả thiện quả tốt này nếu mà làm thuần thục, hay là các cái vị thánh có cái khả năng, các chúng sanh mà có khả năng thân cuối cùng đó, là mình nói đến các vị mà có cái khả năng để chứng đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp này đó, thì các vị đó làm đó, những cái tu tập những cái thiện nghiệp đó đó, nó sẽ đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn, chứng ngộ được đạo quả. Thì chính cái chánh kiến như vậy đó thì Đức Phật gọi là cái chánh kiến đó nó đưa đến đạo chi. Như vậy nhưng mà chánh kiến đó nó vẫn có những cái thành phần, nó vẫn có nghĩa là ai mà có đoạn trừ cái tà kiến đó, ví dụ mình thấy không có tinh tế tự bố thí cúng dường đó, thì mình phải có cái tri kiến đúng đắn để mình loại bỏ cái tà kiến đó đó. Thì như vậy là cái đó là cái chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà kiến. Thì chúng ta thấy ở trong chánh tinh tấn nó nói đến 4 phần là thận cần tu bảo. Thận cần là gần gũi, rồi trừ cần là trừ những cái chướng ngại, mình nói là chung là những cái ác pháp bất thiện nào đó thì mình phải thấy được nó để mình loại bỏ cái sự lười biếng, hay là cái sự không nỗ lực, không siêng năng, không có chuyên cần, thì mình phải làm sao cho nó liên tục và nó có cái tính chất để vượt lên, nên gọi là tinh tấn là nâng đỡ. Thường thường ở trong bộ Bát Bát Thí Xâm Phí Đa mới nó mắc gá đó, thì trình bày chánh tinh tấn bây giờ là nâng đỡ các pháp đồng sanh. Như vậy nâng đỡ là nâng đỡ các cái thiện pháp đó quý vị. Như vậy thì cái thiện pháp nó có mặt thì những cái ác pháp được loại bỏ.
nên mình gọi là đoạn tấn chánh tinh tấn để đoạn trừ tà kiến. Thành tựu được chánh kiến và chánh tinh tấn của vị đó đó, nó phải có cái chánh niệm nữa, cái chánh niệm để biết được cái đó là tà kiến. Cái chánh niệm đó nó cũng vẫn có an trú, cái chánh niệm được an trú trong cái chánh kiến như vậy. Thì cái chánh niệm của vị ấy như vậy là có ba cái pháp, hễ mà chánh kiến nó sanh lên đó, thì có chánh tinh tấn rồi phải có chánh niệm. Như vậy là ba cái pháp này nó trở thành giống như một cái kiềng của một cái bếp, nó có ba chân, nó xoay quần như vậy. Chánh kiến nó phải có chánh tinh tấn để loại bỏ những cái tà kiến, và chánh niệm nó cũng thấy để biết được cái đó là tà niệm. Bởi thường thường quý vị thấy mình tu tập đó, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp đó, thì mình thấy cái gì đúng đắn theo cái sự sanh lên từ thân, từ cảm giác, từ thọ, từ tâm là tâm thiện hay tâm bất thiện. Nên quý vị thấy một cái người tu tập thiền quán đó, họ vẫn quán năm thiền cái, tham dục cái sanh khởi, hay là sân độc cái sanh khởi, hay là trảo hối cái sanh khởi, hay là hoài nghi cái, hay là hôn trầm thị miên cái sanh khởi đó, thì họ phải phải tinh tấn, họ phải tinh tấn để thấy được, để đoạn trừ, và họ phải có cái chánh niệm để ghi nhận có những cái bất thiện nó vừa sanh ở trong tâm của mình. Nơi đây thì quý vị thấy rằng mình nghe những câu chuyện của những vị, ví dụ như nhìn cái món cà ri mà khởi lên cái tâm bất thiện, mình nghĩ là cái đời sống cư sĩ phóng dật, như vị thầy nhắc nhở ông đừng có đốt cái lưỡi của ông bằng cái món cà ri đó, thì vị đó đó phải làm sao để loại bỏ cái tâm đó. Nên lúc bây giờ mà loại bỏ cái tâm bất thiện tham lam ra đó, thì phải có chánh tinh tấn để loại bỏ cái bất thiện đó, mình gọi là chánh tinh tấn để đoạn trừ cái bất thiện đó. Và vị đó cũng phải có chánh niệm, bởi phát hiện ra được cái lòng tham đó, cái lòng tham tà kiến đó, mình phải phát hiện ra được như vậy. Thì khi phát hiện như vậy đó, thì cái chánh niệm nó có mặt đó, thì cái tà niệm không có mặt. Mình nói chánh niệm là mình nói đến sở hữu niệm, tính niệm tàm quý đó, thì những cái sở hữu đó nó trở thành những cái pháp chánh, mình gọi là chánh niệm chính là sở hữu niệm, chánh tinh tấn thì chính là sở hữu cần. Và những cái sở hữu này nó sanh trong những cái tâm thiện, thì nó đưa đến cái phước báo sanh y. Nhưng mà cái bát chánh đạo này sanh trong cái tâm sơ đạo đó, thì nó là bát di đạo đồng sanh. Bởi vì trong học vi diệu pháp thường nói một cái người mà tu tập bát chánh đạo đó, chỉ có một cái chánh đạo sanh khởi thôi, thì đó là cái tâm thiện. Nhưng mà bát chánh đanh đó, trong cái tâm đó thì gọi là tâm siêu thế, như vậy quý vị. Như vậy thì chánh kiến nó cũng có những cái pháp tư trợ, đó là phải có cái chánh tinh tấn và phải có cái chánh niệm nó chạy vòng quanh với chánh kiến đó, thì mới được gọi là tu tập đúng đắn. Như vậy thì Đức Phật nói rằng một cái người tu tập chánh tư duy đó, thì nó không phải là tự đơn thuần là có chánh tư duy sanh khởi, mà nó phải có cái chánh kiến, và cái chánh kiến đi hàng đầu để tuệ tri cái đây là cái tà. Bởi vì cái tuệ nó mới thấy được cái suy nghĩ, những cái điều điều sai lầm. Thì như vậy cái dục tư duy, hay là cái hận tư duy, hay cái hại tư duy sanh khởi trong tâm của mình, suy nghĩ về dục đó, thì phải có cái sở hữu trí tuệ đó, là thấy được cái bất thiện này. Thì mình thấy khi mình thấy bất thiện đó, chính là cái chánh niệm nó có mặt và cái chánh kiến nó có mặt, nên cái tuệ sanh khởi nó phải có mặt. Như vậy thường thường á, thì chúng ta hay nói rằng cái tâm thiện nó có cái tuệ tư, là suy tư ở trên đối tượng, tuệ văn là chúng ta học hỏi, cái tuệ tư, tuệ tu là cái tuệ đoạn trừ phiền não. Như vậy thì muốn nói đến cái tà tư duy sanh khởi đó, thì phải có cái chánh tư duy, để thấy được cái tà kiến, cái tà tư duy đó, phải có cái chánh kiến để thấy cái tà tư duy. Như vậy là dục tư duy, ví dụ như vị sa di đó khởi lên cái tâm tham cái món cà ri đi, thì vị đó phải thấy cái đó là cái dục, cái đó là cái vị dục. Hay là mình nghe nhiều cái câu chuyện là các cái vị đó nghe những cái âm thanh gọi khởi lên cái lòng dục, như vậy là thinh dục, có nghĩa là do mình nghe cái âm thanh đó rồi cái dục của cái tâm bất thiện nó sanh khởi.
hay là mình ưa nói cái lộ ngũ môn động lực bất thiện đó, có nghĩa là có cái động lực bất thiện ở trong cái nhãn môn là cái lộ con mắt thấy cảnh sắc, hay là nhĩ môn là cái lỗ lỗ tai nghe cái cảnh thinh, tỷ môn là cái lộ lỗ mũi ngửi hơi mùi, thiệt môn là cái lộ của lưỡi nếm vị, thân môn là cái sự xúc chạm cái vật này cái vật kia. Khi mình xúc chạm như vậy đó thì cái lộ ngũ môn nó sanh lên có động lực, và những cái tâm tham nó sanh khởi thì chúng ta gọi là dục tư duy. Hễ mà cái tâm sân á, hai cái tâm sân nó sanh khởi ở chỗ động lực á, thì chúng ta gọi là hận tư duy. Và cái hại tư duy là mình muốn hãm mà hại cái người đó bằng cái cách này hay cách kia, thì cái đó là cái hại tư duy. Như vậy á, thì những cái tà tư duy mà muốn đoạn trừ đó phải có cái chánh kiến để thấy được cái tà tư duy đó là những cái tâm bất thiện, và cái tâm thiện nó thấy được cái tâm bất thiện. Nên thường thường mình hay học mình hay nghe chư tăng nói là bất thiện bản chất của nó có si vô tàm như quý phóng vật, nên nó không có thể nào mà bất thiện mà nó tâm trước mà nó có thể đoạn trừ cái tâm bất thiện sao được, mà chỉ có khi nào cái tâm thiện nó sanh lên đó, nó mới thấy cái tâm tham mà vừa có mặt. Ví dụ như quý vị nghe vị sa di đó, ông thầy ông nói con chớ có đốt cái lưỡi của mình với cái tấm món cà ri, vì cái vị thầy là vị a la hán với tâm thông đó. Tha tâm thông biết được cái tâm vị thì vị học trò của mình được khởi lên cái tâm tham, nên vị thầy mới nói rằng con cái chớ có đốt đốt cái lưỡi của mình bằng món cà ri. Thì vị này phản tỉnh trở lại, phản tỉnh như vậy thì biết cái tâm tham là cái tâm đó là không có tốt, cái tâm nó không không nên có, và vị này mới chánh niệm tỉnh giác để thấy được cái tâm bất thiện nó sanh lên. Và cái tâm bất thiện này giống như nó đưa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đưa vào các khổ cảnh. Và một cái người mà không bỏ những cái tâm tham này đó thì chắc chắn phải dẫn vào đọa xứ, và quán xét liên tục như vậy, và thọ dụng cái vật thực đó mà bị đó chứng đắc đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tà tư duy đó, thì ai cũng có quý vị. À, cái tà tư duy thì ai cũng có, nhưng mà cái sự suy nghĩ dục á, là đến cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục á. Hận tư duy đó là mình tìm cách, mình có hiềm hận trong lòng, mình nghĩ người đó làm khổ mình, đang làm khổ mình, đã làm khổ mình, hay là đang làm khổ người thân, đã làm khổ người thân, hoặc là sẽ làm khổ người thân của mình. Thì những cái tư tưởng như vậy đó là nó dễ có cái sự phẫn nộ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Như vậy thì chính những cái tư duy đó nó sẽ giống như là trong kinh Tăng Chi có nói đó, những cái người có suy nghĩ như vậy đó thì giống như là phân nó bốc hơi thì ruồi lặn nó sẽ bay tới, nó sẽ đậu, người đó không thể nào thoát khỏi. Thì khi mà có những cái tư duy dục tư duy đó thì ma vương nó sẽ tìm được cái chúng sanh đó, và chúng sanh nó không có thoát khỏi sự cột trói của ma vương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tà tư duy mà được đoạn trừ đó thì phải có chánh 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 kiến để thấy được cái tà tư duy đó, và tu tập mà cái chánh tư duy bằng ly dục vô hận và bất hại. Như vậy thì cái chánh tư duy sanh khởi nó vẫn có, nó vẫn chia làm hai loại là cái chánh tư duy thuộc bậc thánh, mình gọi là sở hữu tầm, nó thuộc về cái chánh tư duy đó, là cái sự suy tầm đúng đắn. Như vậy một cái người mà suy tầm đúng đắn như vậy đó thì nó do có cái chánh kiến, như vậy là mới đưa đến cái sự đoạn trừ. Và cái sự đoạn trừ đó nó vẫn vẫn phải có cái tinh tấn, cái tinh tấn để đoạn trừ cái tà tư duy, thấy cái đó là cái tư tưởng không có nên có. Giống như bài kinh Gọ Mối mà chúng ta nghe nói bằng đêm phun khói ban ngày chiếu sáng đó, là muốn muốn nói ban đêm mình suy nghĩ và ban ngày mình thực hành. Thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái tà tư duy là cái sự suy nghĩ trong tâm của chúng ta, và khi mà suy nghĩ trong tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi tới hành động. Quý vị có nghe cái câu chuyện của vị tỳ khưu mà đi nhận bát, nhận thăm rút bát của nàng kỹ nữ Rohini đó, lúc mà nàng dưới tính nữ Uttara mà kỹ nữ Sirima đó, mà sau này mà trở thành vị thánh Tu Đà Quờn rồi đặt bát cúng dường, thì chính cái vị tỳ khưu đó khởi lên khi mà nghe cái về cái sắc đẹp của cô này, và các vị tỳ khưu trình bày lại vào cái bậc thực thượng vị
một người nhận có nhiều người ăn như vậy. Vị này từ xa mà đến nhà của nàng nàng Sirima, và đã bị đêm nhiễm đó, thì được Đức Phật ngày thuyết giảng và vị này phản tỉnh đắc đạo quả ở trên cái nghĩa địa. Và khi mà cái cô này có chết và đem vào nghĩa địa mà để lên sình lên sập xuống như vậy, thì chúng ta thấy rằng phải có chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà tư duy, thấy cái đó là bệnh hoạn, là mục nhọt, là mũi tên, là đồ vay mượn, là như là những cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy. Như vậy thì ai mà tinh tấn để đoạn trừ cái tà tư duy đó thì đó là thành tựu được chánh tư duy. Như vậy thì vị đó cũng vẫn phải có chánh tinh tấn, và ai cũng phải có chánh niệm để thấy được cái đó là tà tư duy. Bởi vì cái chánh niệm là mình, khi mình có chánh niệm á, mình mới thấy được cái tâm suy nghĩ bậy của mình. Chứ còn cái tâm suy nghĩ bậy nó có si vô tạm vô quý phóng dật thì nó không thể nào thấy được nó. Bởi vì bất thiện là không thấy được bất thiện, mà chỉ có thiện sanh lên để thấy được bất thiện. Nên mới nói rằng không sợ niệm giấy mà di sợ giác chày. Cái niệm bất thiện nó giấy động trong tâm thì ai cũng có, nhưng mà người mà biết được cái niệm đó, đó thì ghi nhận nó đó, sẽ đoạn trừ nó, nên gọi chánh niệm để đoạn trừ cái tà tư duy. Nó phải có chánh tinh tấn, chánh tinh tấn để thấy được cái tà tư duy đó, và có cái chánh kiến để thấy cái tà tư duy. Như vậy á, thì cái chánh tư duy nó sanh khởi, nó vẫn có cái chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, nó xoay vòng, chứ không thể nào tự một mình cái chánh tư duy nó sanh khởi mà nó không có những cái chánh khác sanh khởi. Như vậy á, thì một cái người mà tu tập về chánh ngữ đó thì cũng phải có chánh kiến đi hàng đầu, và chánh kiến đó là cái sở hữu trí tuệ quý vị, để tuệ tri cái tà ngữ. Thì cái tà ngữ đó là gì? Mình nói ác, nói đâm thọc, hay nói thiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích đó, mình gọi là những cái ngôn ngữ mà người đó nói mà bằng cái tà ngữ đó. Thì vị này phải có cái chánh kiến để thấy được cái tà ngữ. Ví dụ như cái tà ngữ là nói vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm. Thì vị này phải có cái chánh kiến để thấy được cái nói của mình như vậy là nói không có phù hợp. Nói như vậy là cái tà ngữ, những cái lời nói đó nó có thể là bất thiện, là không có tốt đẹp, là bệnh hoạn, là mục nhọt, là mũi tên, nó có thể gây là cái sự nguy hại. Như vậy thì cái chánh ngữ mà người đó phải có cái thấy được cái tà ngữ bằng cái chánh kiến, thì vị này mới mới loại bỏ được cái tà ngữ đó bằng cái chánh kiến. Như vậy á, thì cái chánh ngữ nó cũng có hai loại, là mình tu tập bằng tâm thiện đó, mình giữ gìn những cái lời nói độc ác, hay là không nói lời độc ác, không nói dối, không nói đâm thọc, hay không nói nhảm nhí vô ích đó. Thì chính cái tâm thiện hợp trí đó mà chúng ta gọi là có chánh kiến đó, là sở hữu trí tuệ đó, thì lúc bấy giờ đó là loại bỏ cái tà ngữ. Mà nếu mà với lúc mà đắc chứng đạo quả đó, thì cái chánh kiến, cái chánh ngữ này nó hợp đến đạo chi, là đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nếu chúng ta giữ gìn cái chánh ngữ, cũng như ở trong kinh Tăng Chi có một nhóm Bà La Môn mà hỏi Đức Phật đó, làm sao để ở trong nhà có nhiều đứa con, gia đình có của cải, rồi sau khi chết đó, được sanh lên cõi trời. Thì Đức Phật ngày dạy về cái sự suy nghĩ về cái tà ngữ. Cái sự tà ngữ là mình nói ai đó nói dối với mình, hoặc là nói ác với mình, nói đâm thọc, thiêu dệt, chuyện có nói không, hoặc là những cái điều đó nói với mình thì mình đau khổ. Giờ mình hiểu được như vậy, mình đừng nói với ai những cái lời nói đau khổ đó, vì mình biết cái lời nói đó là lời nói đau khổ, thì mình đừng bao giờ dùng cái lời nói đó nói với ai. Và một cái người mà tu tập như vậy đó sẽ được sanh lên, sau khi thân quả mệnh chung được sanh lên cõi trời. Còn hiện tại thì người đã duy trì được những cái hạnh phúc. Đức Phật kể nói như vậy. Như vậy thì cái chánh ngữ mà Đức Phật nói hữu lậu đó, là chúng ta giữ giới ở trong thập thiện nghiệp, thập ác nghiệp đó. Thì chúng ta thấy cái tà ngữ nó cũng có bốn cái khẩu nghiệp, nó có bốn cái điều ác. Đó là mình nói giọng ngữ, nói hai lưỡi, hoặc là nói ác khẩu. Bây giờ mình từ bỏ những cái điều đó. Và nếu mà từ bỏ cái điều đó đó thì mình cũng phải có cái chánh tinh tấn, cái chánh ngữ mà được tu tập đó, thì trong đó muốn nói rằng chúng ta phải loại bỏ cái tà ngữ.
viễn ly cái tà ngữ đó. Và cái người mà có tu tập chánh ngữ như vậy đó thì phải có chánh tinh tấn để loại, để đoạn trừ cái tà ngữ, thành tựu cái chánh ngữ. Như vậy mà ai có chánh tinh tấn để đoạn trừ cái tà ngữ đó, thì đó là cái người tu tập chánh ngữ. Và ai phải có chánh niệm để đạt được cái sự an trú chánh ngữ. Như vậy là chánh niệm của vị ấy, như vậy nó phải có, và nó phải chạy theo vòng quanh, có nghĩa là chánh ngữ muốn có đó, nó phải có chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Có bốn cái pháp này nó hỗ trợ cho cái chánh ngữ, chứ không phải chỉ có một chánh ngữ không, mà phải có chánh kiến để thấy, phải có chánh tinh tấn để đoạn trừ cái tà ngữ, và có cái chánh niệm để biết được cái đó là tà ngữ thì mới thành tựu được chánh ngữ. Như vậy á, thì và chánh nghiệp đó, chúng ta thấy như là cái chánh nghiệp, chánh nghiệp ở đây á, thì nó cũng có chánh kiến đi hàng đầu. Và này thế này các tỳ kheo, thế nào chánh kiến đi hàng đầu để tuệ tri tà nghiệp. Tà nghiệp là cái sự nuôi cái nghiệp, cái khẩu nghiệp hay là cái ý nghiệp đó. Cái tà nghiệp là những cái gì nó ngược lại với cái chánh nghiệp, thân nghiệp mà chân chánh hay không chân chánh. Như vậy thì phải có cái chánh kiến để thấy được cái phải tuệ tri được cái chánh chánh nghiệp và cái tà nghiệp. Như vậy thì cái thân nghiệp này sát sanh, hay là cái thân nghiệp này trộm cắp, hay thân nghiệp này tà dâm, như vậy thì vị tỳ kheo nó phải thấy cái đó là tà nghiệp, thân nghiệp sát sanh, hay là thân nghiệp trộm cắp, hay là thân nghiệp tà dâm tà hạnh. Như vậy thì cái người mà có tu được cái thân nghiệp chánh nghiệp đó, thì người đó phải có cái chánh nghiệp được, cũng được Đức Phật nhà nói thì đưa đến sanh y và đưa đến viễn ly. Đưa đến sanh y là đưa đến cái sự phước báo, mà với cái thân nghiệp mình giữ giới như vậy đó thì mình sẽ sanh về cõi trời người. Và cái thân nghiệp đó mà được trong sạch như vậy đó, đó là cái phước báo, đó đưa đến cái sanh y. Và nếu mình giữ gìn tu tập đúng đắn theo bát chánh đạo đó, có những cái tư phụ trợ duyên này đó, nó sanh lên tâm đạo đó, thì tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo đó, mình gọi là đạo chi. Như vậy thì cái chánh nghiệp nó cũng được Đức Phật ngài nói, một cái người mà từ bỏ hay là viễn ly ba thân ác hạnh đó, một cái vị tu tập bát chánh đạo thuần thục như vậy đó, và phải có cái chánh nghiệp sanh khởi đó, thì ai tinh tấn đoạn trừ cái tà nghiệp, như vậy là thành tựu được chánh nghiệp. Và chánh tinh tấn của vị đó đó phải có, và ai có chánh niệm để đoạn trừ cái tà nghiệp. Chánh niệm là mình có biết được cái tà nghiệp là tà nghiệp, cái thân nghiệp nó không có chân chánh như vậy. Như vậy á, thì phải có chánh niệm để đoạn trừ cái tà nghiệp. Như vậy á, thì những cái pháp này chạy vòng quanh, nó phải có chánh kiến là thấy, phải có chánh tấn là đoạn trừ cái tà nghiệp, và có cái chánh niệm để loại bỏ cái tà nghiệp như vậy, để biết được cái tà nghiệp có mặt như vậy. Như vậy chánh mạng đó thì chúng ta thấy rằng cũng có, Đức Phật nói rằng chánh mạng nó cũng phải có chánh kiến. Chánh kiến là cái sở trí tuệ đó, nên quý vị thấy ở trong các pháp này đó, điều trình bày nó phải có cái sở trí tuệ. Mà mình học trong vi diệu pháp đó, thì cái sở hữu trí tuệ là cái sở hữu đặc biệt. Và cái tâm nào mà có tu tập đó, là cái tâm đó phải có cái sở hữu trí. Nên thường thường chúng ta nói rằng cái tâm thiện hợp trí đó, nó làm việc phawana là tu tiến, hay là cái tâm thiện hợp trí nó làm việc si lá giữ giữ giới, mà giữ giới theo cái bậc thánh đó, chứ không phải giữ giới theo cái người chăn gia súc, hay là giữ giới như một đồng, hay là giữ giới cái cách đi làm mướn. Mà cái người giữ giới theo bậc thánh đó, thì phải là người có trí đó, quý vị. Như vậy á, thì cái tà mạng là cái sự lừa đảo, hiện tướng lừa đảo. Và như vậy á, thì vị đó phải nói rằng cái thân mạng của mình á, như là người cư sĩ làm những cái nghề tà mạng đó, như là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm nghề đồ tể. Còn vị tỳ khưu á, thì làm những cái việc mà không có đúng với cái pháp của vị tỳ khưu, thì chúng ta gọi là tà mạng. Cái thân mạng này được nuôi bằng cái pháp tà vậy. Như vậy á, thì cái người mà tu tập chánh mạng đó,
được Đức Phật ngài cũng nói nó thuộc phước báo để đến sanh y, và nó cũng hợp với vô lậu siêu thế, nó đưa đến đạo chi. Như vậy thì một cái người mà tu tập từ khước, từ đoạn hay là từ khước hay là viễn ly với tà mạn đó, là tu tập theo cái thánh đạo. Nếu mà thuần thục trong thánh đạo đó thì có hiền thánh tâm, có nghĩa là có cái đạo sanh khởi để trở thành bậc thánh tu đồ vần. Như vậy á, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng ai mà thấy được cái tà mạn đó, mà đoạn trừ cái tà mạn nó phải bằng cái chánh tinh tấn. Như vậy á, thì thành tựu được chánh mạng nó phải có chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà mạng. Và ai mà muốn thành tựu được chánh tinh chánh mạng đó phải có chánh niệm để thấy được cái tà mạng, có nghĩa là cái cách nuôi mạng không có chân chánh như vậy đó, phải có chánh niệm. Nên mình thấy rằng cái chánh niệm là một cái tâm sở đặc biệt trong tâm sở tịnh hảo biến hành đó. Mình nói rằng tín niệm đó nó đều phải có như vậy, nên phải có chánh niệm để ghi nhận cái việc mà tà mạn như vậy. Như vậy mà chánh mạng vì đó có được đó, nó cũng phải có chánh kiến để thấy rõ cái nào là chánh mạng, cái nào là tà mạng, và phải có chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà mạng, phải có chánh niệm để ghi nhận được cái sự tà mạng, đoạn trừ cái tà mạng đó bằng chánh niệm. Như vậy chúng ta thấy rằng thu thúc lục căn nhờ chánh niệm đó, nó cũng là cái cách mà Đức Phật ngài dạy trong cái bài 40 đề này. Như vậy thì chúng ta thấy những cái yếu tố tu tập đó của thánh đệ tử của Đức Phật đó, được Đức Phật ngài thuyết giảng đó, chánh kiến hay chánh tư duy đều có những cái pháp mà nó sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà có chánh kiến đi hàng đầu hay là chánh tư duy đó, thì cái người mà có chánh kiến hay chánh tư duy đó thì người đó sẽ có chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói, hay là có chánh nghiệp, hay là có chánh mạng để đoạn trừ cái tà ngữ khởi lên. Cái tà ngữ ở đây là chúng ta hiểu rằng cái lời nói mà nó không có đúng đắn, từ cái lời nói để mình gọi là nói những cái cách nói bằng tâm tham á, thúc đẩy mình. Như vậy á, thì Đức Phật này biết được á, mỗi cái chánh sinh khởi đó, nó đều có những cái pháp tư trợ. Nó vẫn có những cái mình hiểu rằng không thể nào có một cái pháp đơn độc, và có những cái pháp mà nó hỗ trợ, cũng như tâm nó sanh nó phải có những cái tâm sở, và những cái tâm sở đó là nó liên tục được sanh khởi ở trong những cái tâm thiện, mình gọi là nó xoay vòng quanh đó. Nhưng mà trình bày ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi cái tâm tu tập nó sanh khởi để thấy được những cái cách không có đúng đắn. Ví dụ như chúng ta nghe cái câu chuyện của vị tỳ khưu đó ở trong hang, rồi cái vị chư thiên nó muốn đuổi cái vị tỳ khưu đó, mới nhập vào một cái người nữ có một cái đứa con bị ma nhập đó. Và cái phi nhân đó nói rằng phải xin nước của vị tỳ kheo rửa bát, và cái vị tỳ kheo này được đến cái ngày hôm sau, vị tỳ kheo này đến nhà của cái cô tín nữ và cũng thọ dụng vật thực, nhưng mà cô này xin cái bình bát đi rửa và lấy nước cho cái đứa bé nó uống, thì đứa bé nó hết bị ma nhập. Khi mà về đến cái cửa hang đó, thì cái vị tỳ khưu đó đó bị cái vị chư thiên hiện ra nói chớ có ở đây, ngài làm người thầy thuốc trị bệnh đó. Thì cái vị tỳ khưu này phản tỉnh lại, thấy coi mình có cái tâm làm nghề thầy thuốc để nuôi mạng không, thì vị này thấy không có. Vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán trước cái miệng hang, với cái sự quán xét cái dữ giới trong sạch của mình đó, vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những vị mà tu tập nuôi mạng đúng đắn theo pháp của Đức Phật đó, thì những vị này phải có cái chánh kiến, cũng phải có cái chánh niệm, cũng phải có chánh tinh tấn để loại cái tà mạng. Phải có như vậy thì mới là đúng đắn. Bởi vì thường thường chúng ta hiểu cái sở hữu trí tuệ đó thì sanh trong những cái tâm thiện dục giới hợp trí làm việc tu tập, nhưng mà sanh trong cái tâm siêu thế đó là cái sự chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Như vậy đó, thì cái sở hữu trí tuệ là cái sở hữu rất là đặc biệt, và ở trong Bát Chi Đạo này đó trình bày đến một cái chánh nào đó thì phải có chánh kiến,
phải có chánh tinh tấn là cái căn bản sở hữu cần đó, mà chúng ta thấy là trừ cần, trừ những cái ác bất thiện pháp. Bất thiện pháp là ngược lại những cái chánh, như là chánh kiến thì có tà kiến, chánh tư duy có tà tư duy, chánh ngữ có tà ngữ, chánh nghiệp có tà nghiệp, chánh mạng có tà mạng, chánh tinh tấn có tà tinh tấn, chánh niệm có tà niệm, chánh định có tà định, chánh giải thoát có tà giải thoát, như vậy. Chánh trí có tà trí, đó là phân biệt theo cái ngôn ngữ nói về những cái pháp ngược lại, nó liên hệ đến thiện hay là liên hệ đến bất thiện, liên hệ đến siêu thế hay là liên hệ đến thiện để đưa đến tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy cái tà ngữ thì do cái chánh ngữ tiêu diệt cái người đó, và có thể có cái tà ngữ thì phải do cái chánh ngữ là mình từ bỏ những cái lời nói, những lời nói đâm thọc tiêu dệt, những lời nói không có đúng đắn, mà chỉ nói những lời nói đúng, nói ly tham, nói tiểu dục trí túc, nói độc cư, nói tinh tấn nỗ lực, nói nhiệt tâm này, đó là những lời nói mà được Đức Phật ngày giảng dạy phải nên nói như vậy. Như vậy á, thì một cái vị mà tu tập cái chánh nghiệp để tiêu diệt cái tà nghiệp đó, là những cái pháp bất thiện được cái tà nghiệp trợ duyên đó, thì phải có cái chánh nghiệp và đoạn trừ nó. Như vậy một cái người mà tu tập tà mạn mà được tiêu diệt đó, cũng phải thấy được cái tà mạn đó là những cái ác bất thiện pháp. Như vậy thì vị đó tu tập viên mãn và phải cho có chánh định tấn để tiêu diệt cái tà mạn đó. Như vậy cái chánh định tấn phải sanh khởi để thấy được và tu tập viên mãn. Dù là cái người mà tu tập chánh niệm, nó cũng phải thấy được cái tà niệm, phải thấy được cái tà niệm và những cái ác bất thiện pháp từ tà niệm duyên khởi đó, thì vị này phải có được cái chánh niệm. Như vậy á, thì muốn nói chánh chánh niệm đó là phải thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, mà những cái tướng thấy được vô thường khổ vô ngã theo chú giải nói đó, thì phải là cái sở hữu trí tuệ, trí tuệ để thấy được các pháp đó là vô thường khổ vô ngã. Đó là cái đặc tánh của trí tuệ là như vậy. Và trong cái bộ Patthisamutpada Magga cũng có nói đến 72 cái loại trí đó, thì chính là những cái trí từ cái sự tu tập cho đến sự chứng đắc được thiền định, thiền tuệ, hay là nói đến đạo quả siêu thế, thì nó phải có từng tự những cái trí tuệ đến bốn cái tuệ vô ngại giải, thì nó cũng dùng cái trí vô ngại giải pháp về nghĩa về ngữ về biện tài. Như vậy thì tà định đó cũng phải do cái chánh định để tiêu diệt cái tà định. Như vậy thì một cái người mà tiêu diệt được cái tà định phải có chánh định làm thiện pháp, chánh định là duyên khởi. Như vậy thì một cái người mà tu tập được chánh định đó, để tiêu diệt được chánh định đó, phải có tà định, phải có cái chánh định để tiêu diệt cái tà định đó, là cái duyên của ác pháp. Như vậy thì các cái pháp này sanh khởi đó, cái tà trí nó phải do cái chánh trí tiêu diệt. Như vậy thì những cái duyên khởi mà được Đức Phật ngày nói trong cái trên cái phương diện để phát triển để mãn đó, thì phải có cái trí tuệ để thấy được cái sự sai lầm. Như vậy tà giải thoát phải do chánh giải thoát tiêu diệt. Như vậy thì một cái người có chánh giải thoát đó là muốn nói đến 10 cái pháp của bậc A-la-hán. Thì chánh giải thoát là muốn nói đến giải thoát ra khỏi những cái phiền não, mình gọi là phiền não niết bàn, hay là những cái phiền não bất thiện đó, được được thoát khỏi. Như vậy thì vị này phải giải thoát ra cái sự trói buộc của bất thiện pháp, gọi là phiền não. Như vậy thì ở trong phần bất thiện pháp hay là thiện pháp, nó cũng có 20 và 20 bất thiện và 20 thiện, nó ngược trở lại những cái pháp này. Và ở trong cái phần thiện được ngài nói đến cái sự liên quan đó, nó cũng có những cái pháp liên quan đến thiện. Như vậy và Đức Phật ngày khi ngài nói đến những cái thuyết mà được Đức Phật ngày tuyên tuyên bố về 40 đại pháp này đó, thì ai mà chấp nhận những cái tà pháp đó thì có nghĩa là làm đau khổ cho đời, sẽ bị Sa môn và La môn thấy được cái đó nguy hại cho đời, sẽ công kích cái người đó. Và ai mà tu tập và chấp nhận những cái tư duy của những cái pháp tà đó, thì sẽ
sẽ bị quần chúng đó là họ cật vấn, và khi mà cật vấn thì người đó hành những cái pháp ngược lại đem bất hạnh cho đời đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày giảng dạy khi mà người thực hành theo cái chánh, từ cái chánh kiến, chánh tư duy đó, thì người đó với những cái pháp mà như là chánh tinh tấn hay là chánh trí hay là chánh niệm đó, là đem đến cái sự an lạc, đem đến cái sự an lạc. Như vậy á, thì Đức Phật ngày thuyết 40 đại pháp này đó, với một người mà thực hành những cái pháp bất thiện đó, sẽ bị người trí quở trách, công kích. Và cái người nào mà chấp nhận cái pháp bất thiện mà mang lại cái sự an lạc là cũng là sai lầm, cũng sẽ bị người trí công kích những người đó, và những người đó không có cái đường lối để thoát ra được. Như vậy á, thì ở trong phần 40 đại pháp nó cũng chia ra hai chục phần thiện và hai chục phần bất thiện. Như vậy á, thì những cái pháp thiện đó thì nó có những cái pháp thiện hỗ trợ. Cái pháp bất thiện nó sanh lên đó, mà nó còn tồn tại, nó cũng do những cái pháp bất thiện đó, nó làm cho tồn tại. Nên thường thường quý vị học ở trong cái như là bất thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên, do cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà bất thiện này nó trợ cho bất thiện kia sanh khởi. Nhưng mà rồi cũng chúng ta cũng thấy có thiện trợ trợ thiện bằng cảnh duyên. Cái thiện này tiếp tục sanh khởi lên tiếp tục nữa. Thành ra những cái thiện mà nó mạnh mẽ như vậy đó, được Đức Phật này ví dụ giống như giọt nước, nó nhiễu từng giọt nhưng mà nó có thể làm thủng đá được. Một cái người tu tập đó thì cái sự tu tập lâu dài của người đó đó, đến lúc nào thuần thục người đó sẽ chứng ngộ được đạo quả, giống như nước nó nhỏ từng giọt nhưng mà có thể thủng đá. Cái sự tu tập của chúng ta nó cũng giống như là bát chánh đạo, và có những cái chánh tư tư cụ để hỗ trợ, nó xây vần như vậy là đến lúc nào đó có thể chứng ngộ được đạo quả. Thì cái phần bài học hôm nay đó thì con nghĩ rằng cần có sự đóng góp của quý ngài, và con xin kết thúc cái phần giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Còn phần còn lại đó thì sẽ là những cái câu thảo luận của Thượng tọa Giác Đẳng, để Thượng tọa Liên Siêu đóng góp cho cái buổi học hôm nay được hoàn mãn, mỹ mãn hơn. Phước đã phát sanh được kính dâng lên cái ngài. Bây giờ thì con thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng đi vào phần thảo luận. Sa thúc kính trình tọa pháp đăng bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bài học ngày hôm nay là một bài học mà có liên quan nhiều đến pháp hành, và bài học này là một trong những bài học rất là đặc biệt mà chúng ta tìm thấy có rất là nhiều cái sự liên hệ của Bát Chánh Đạo dạng theo kinh đẳng và trong thông pháp tạng. Bạch Thượng Tọa Trời Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Xin nếu Thượng Tọa Trời Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa khoan hỷ cho biết. Dạ. Bạch Thượng Tọa Trời Siêu, Thượng Tọa khoan hỷ dành ít thời giờ thì đến sự tôi giảng về cái Bát Chánh Đạo ở trong cái ý nghĩa của đạo chi hay là Bát Canh Giác. Chúng ta thường nói theo danh từ của ngài thực sự gọi là Bát Chi Đạo, nhưng mà ở đây thì gọi là đạo chi. Thì cái đạo chi đó, đó nó có khác gì với cái Bát Chánh Đạo trong cái ý nghĩa bình thường mà chúng ta thực hành? Xin kính thưa thưa Nam mô Bụt Thầy nha. Kính bạch thưa Tổng đức, kính thưa quý vị Phật tử.
trong kinh Tạng thì dùng cái từ Ariyo Atthangiko Makko. Mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là thánh đạo đành. Ariya Magga là thánh đạo, Atthangiko là gồm có tám nhánh hay là tám chi Phật. Còn ở trong Thắng Pháp Abhidhamma thì chữ chi đạo thì gọi là mắt găng gắt, mắt găng gà đi, tức là át tham mắt găng gà đi, tức là bát chi đạo. Thì ở đây chỉ có cái sự phân biệt là khi mà nói đến chi đạo mắt gan gắt thì chỉ nói chung theo trong duyên hệ Patthana bộ vị trí, thì mắt và bát chay giác tức là đồ đạo duyên ở đây là chỉ cho mắt gan gác, tức là các chi đạo mà nó trợ duyên cho các tâm pháp, các danh pháp đồng sanh, cũng như tâm giống như sắc tâm, cũng như sắc tâm trợ một cách là đưa đường dẫn lối, thì như vậy gọi là mắt gà gác, là trợ bằng cách đồ đạo duyên, bằng đồ đạo duyên. Thì khi mà nói đến thánh đạo tám ngành thì ở đây chỉ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rạch ròi như vậy. Còn khi mà nói đến mắt găng gác tức là chi đạo đó, tất cả những pháp nào mà nó có tính chất như là dẫn lối cho đi đến một cái mục tiêu thì pháp đó đều được gọi là chỉ đạo hết. Cho nên nếu mà nói về mắt gan gác thì nó có đến 16 chỉ đạo hoặc là 12 chỉ đạo hoặc là 9 chỉ đạo. Nói 16 tức là có bát chánh thì có bát tà, hễ có chánh kiến thì có tà kiến, chánh tư duy tà tư duy, chánh ngữ tà ngữ, chánh nghiệp tà nghiệp, chánh mạng tà tà mạng, chánh tinh tấn tà tinh tấn, chánh niệm tà niệm, chánh định tà định. Thành thử ra nó có 16. Còn nếu mà nói về 12 đó thì ở đây
những cái phần pháp nào mà nó có chi pháp rõ ràng theo cái pháp thực tích hay là pháp chân đế thì mới được kể. Thí dụ như chánh kiến là tâm sở trí, chánh tư, tà kiến là tâm sở tà kiến, chánh tư duy, tà tư duy đều là tâm sở tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba tâm sở ngăn trừ phần. Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì không có được nói đến ở đây, bởi vì nó không có chi pháp rạch ròi. Chánh tinh tấn, tà tinh tấn là tâm sở cần, chánh niệm là tâm sở niệm thuộc về tâm sở tịnh hảo, cho nên tà niệm không có chi pháp rạch ròi. Chánh định, tà định, chi pháp chung là tâm sở ekakata, tâm sở nhất hành. Như vậy thì nếu mà nói thông thường có bát chánh thì có bát tà, cái chi pháp của tạng kinh thì chi đạo nó có 16. Còn nếu mà nói theo thắng pháp thì chi đạo mắt ga gác ở đây có 12. 12 này là vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh niệm, bốn cái tâm sở đó thuộc về tâm sở tịnh hảo Sofana Chetasaka. Mà tâm sở tịnh hảo thì không có phối hợp với bất thiện được, với tâm bất thiện, không có tương ưng với tâm bất thiện được. Và khi mà nói đến tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm thì đó là chỉ lấy cái pháp bất thiện nói chung. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi tâm bao tử của chúng tôi có vấn đề cho nên chúng tôi bị hơi ra một chút. Thì trong 16 đó chúng ta trừ ra 4 có chi pháp rạch ròi và 4 không có chi pháp rạch ròi, cho nên trừ ra 4 cái chi mà mượn bất thiện mà xài đó thì chúng ta chỉ còn có 12 chi thôi, còn có 12 chi. Nhưng mà nói 12 chi đó là chúng ta tính có một cái, có những chi mà nó đóng vai trò hai pháp, như là tâm sở tầm thì đóng vai trò chánh ngữ, chánh tư duy, tà tư duy. Tâm sở cần nó đóng hai vai trò, rồi chánh tinh tấn, tà tinh tấn. Tâm sở nhất hành đóng hai vai trò là chánh định, tà định. Cho nên khi mà học về Paccaya, Magga Paccaya tức là đồ đạo duyên, thì lúc bây giờ chỉ lấy có chính chi thôi, chỉ lấy có chính chi, chánh kiến, sở hữu
tâm sở trí, tà kiến lấy tâm sở trí, tâm sở tà kiến, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, tâm sở cần, tâm sở niệm và tâm sở ekaggata. Như vậy thì chúng ta nếu mà nói theo lấy chi pháp cốt lõi thì chỉ còn có chín chi pháp thôi, chỉ còn có chín chi mắt căn giác. Hễ mà chúng ta gọi là mắt căn giác thì chúng ta nói chín chi. Còn giảng rộng thêm chút xíu nữa thì chúng ta có mở rộng thêm chút xíu nữa thì chúng ta có 12 chi. 12 chi tức là chánh kiến, tà kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tà tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tà định, là chúng ta lấy 12 chi đó gói chi pháp rạch rồi. Còn nếu mà chúng ta nói theo kinh tạng đó thì hễ có chánh kiến thì có tà kiến, chánh tư duy tà tư duy, chánh ngữ tà ngữ, chánh nghiệp tà nghiệp, chánh mạng tà mạng, chánh tinh tấn tà tinh tấn, chánh niệm tà niệm, chánh định tà định. Thì đó là chúng ta nói, chúng ta phân tích về cái chữ mắt gân gác, tức là chi đạo. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu, là xin giải thích ý nghĩa của chữ đạo chi mắt găng ga. Thì chữ mắt găng ga ní, ở đây mắt găng ga ní là danh từ trung tánh, cho nên mắt găng ga ní số nhiều, mắt găng ga. Thì chúng tôi xin có bấy nhiêu lời kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa quan hỷ giải thích là ví dụ chính là nói chánh kiến thì có tà kiến thì hợp lý, chánh tư duy thì có tà tư duy là hợp lý. Nhưng mà tại sao giải thoát lại có tà giải thoát? Tà giải thoát được hiểu thế nào? Xin kính thưa Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, thực ra ở đây cái chữ chánh giải thoát với chữ tà giải thoát lấy vào cái sự đối lập của hai cái của pháp, của hai cái pháp mà nó đối, nó tương phản với nhau mà nói. Chớ kỳ thật thì chỉ có chánh giải thoát, chớ không có cái gọi là tà giải thoát. Nhưng mà vì hễ khi mà theo bát chánh đạo đạt đến niết bàn thì đó là chánh giải thoát. Chánh trí ở đây là chỉ cho cái tâm siêu thế, và cái chánh giải thoát ở đây là chỉ cho niết bàn. Thì như vậy ở trong đời này, hễ cái gì
mà người ta cũng tu hành, nhưng mà theo cái con đường tà đạo thì người ta sẽ đạt đến một cái trạng thái mà người ta cho rằng là đỉnh cao trong cái việc tu tập của họ. Thì cái đó nó không phải là cái sự giải thoát thật sự, không phải là sự giải thoát thực sự, chỉ là một sự ngộ nhận giải thoát, thì cái đó gọi là tà giải thoát, chỉ có như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới có cái từ gọi là tà giải thoát. Đó là cách nói nó đối lập với cái chữ Sammāvimutti là chánh giải thoát. Samadhiya tức là chánh trí, Sammāvimutti tức là chánh giải thoát. Cũng như khi mà chúng ta nói đến tà trí thì không có trí tuệ nào tà, nó cũng thuộc về cái tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà vì hễ có chánh trí thì cái mà người ta hiểu sai hiểu lầm đó, thì cái đó gọi là tà trí, cũng như chánh giải thoát và tà giải thoát vậy. Chắc có lẽ là khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma hay ví dụ pháp, lúc đó chúng ta có một cái sự phản xạ tự nhiên, cái gì mà nó có chi pháp thì cái đó là chúng ta mới có chấp nhận được. Ngày xưa ngài Hòa Thượng Tịnh Sử thầy của chúng tôi đó, khi mà mình đọc ở trong kinh kinh Tạng đó, mình thấy có những từ ngữ được dùng xài mình có thắc mắc không hiểu, qua hỏi ngài thì ngài chỉ trả lời một cách ngắn gọn, chứ ngài không có giải thích nhiều, ngài dạy ngắn gọn. Cái nào mà nó có chi pháp á thì ngài giải thích cho nghe kỹ lưỡng, còn cái gì mà thuộc về cái từ thường thức và xài để cho hiểu có cái sự đối lập giữa các pháp, thì trong trường hợp đó thì ngài ngài chỉ nói một cách chung chung, ngài nói phớt qua thôi. Sau này chúng ta mới hiểu được là vì những cái từ mà nó những cái từ ngữ, những cái thuật ngữ Phật học mà chỉ gây cho cái pháp thực tính Sakkāvatthamma, thì cái từ ngữ Phật học đó mới phân tích được ở cốt lõi. Còn những cái gì mà bình thường thì chỉ là bình thường. Thí dụ như bây giờ ở bên ngoài, nếu mà chúng ta nói về những cái môn địa lý hay là môn sử, sử ký, môn lịch sử, môn địa lý, thì những môn đó, những môn học đó cần phải nói cho nó chuẩn, cho nó chính xác. Còn khi mà nói đến cái môn văn học đó, thì bình luận văn văn thơ của tác giả này của tác giả kia với cái tác phẩm này tác phẩm nọ, thì cái chuyện mà bình luận nó mênh mông lắm thưa quý vị, bình luận về văn thơ, bởi vì đó chỉ là tư tưởng của con người suy nghĩ rồi họ viết ra. Thì cũng như ở đây những cái từ Phật học thường thức ở trong kinh Tạng, là Đức Phật là dùng những cái từ đó mà ở ngoài thiên hạ Bà La Môn họ có dùng xài, thì ngài dùng để mà ngài đem so sánh với cái thuật ngữ Phật học trong giáo lý của ngài,
Ngài mới trình bày đi cặp cặp như vậy. Còn khi mà nói đến cái pháp thực tính sắc pha quá thâm đó, thì cái pháp đó là nó cốt lõi, cái nào ra cái đó. Cho nên ở đây ngay cả cái từ tà trí, tà giải thoát hay là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm rồi đó, thì cái đó chỉ là cái là chúng ta lấy cái pháp bất thiện nói chung mà hành động hay là nói hoặc là nuôi mạng, thì cái đó gọi tà là nghiệp. Rồi khi mà một người họ suy, họ ghi nhận cái gì, họ nhớ biết cái gì mình do cái tâm tham nhớ biết, nhớ biết cảnh sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạ vân vân, thì cái nhớ biết đó đó nó thuộc về niệm, tà niệm, cái đó thuộc tà niệm. Nhưng mà không có sở hữu niệm riêng, không có cái tâm sở niệm riêng, thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Thầy. Sao thưa quý chư tổ thầy sư, mà chư tổ thầy sư, chư tổ quan hệ có cái định nghĩa rõ ràng về hai cái từ gọi là cận duyên và tư trợ, xin kính cung kính sư tổ. Dạ bạch thượng tọa tu sư, xin thượng tọa không hiểu cầm mic ở trong room không nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa. Tôi xin lỗi vì bây giờ chúng ta xin trở lại cái vấn đề cái từ cận duyên. Nếu mà chúng ta dịch theo cái từ Pali đó, tức là cái chữ Sa Upaniso giống như là một cái nguyên nhân gần cho cái pháp đó, gọi là cận duyên. Còn cái chữ thứ hai, chữ Sarikaro, giống như là cái chữ tư cụ, tức là cái vật phụ tùng
Chúng ta nếu mà trong trong một cái khi mà chúng ta mua sắm máy móc hay cái gì đó thì khi người ta bán cho mình cái máy đó như là cái bộ máy khoan chẳng hạn, thì ở trong đó nó có những nó được có đi kèm theo những cái gọi là sbrecaro của cái máy khoan. Khi nào mà ai có dùng xài cái mua mua cái máy đó, thì chúng ta có những cái đó gọi là sbrecaro. Thí dụ chúng ta mua một cái món đồ đó đi về cần phải có những cái xài như có những cái thứ cái linh kiện để lắp ráp thì cái đó gọi là sbrecaro. Hoặc như chúng ta mua cái máy để mà xay sinh tố chẳng hạn, cái máy xay sinh tố đó thì ở trong đó nó có nhiều cái ngăn, nhiều cái hộp nhỏ nhỏ để lắp ráp vào cái chân máy. Khi nào mà xài xay nhuyễn hoặc là xay to hoặc là vân vân cái gì đó thì khi người ta để trong đó có nó lỉnh kỉnh nhiều, nhiều thứ vậy để dùng xài cho cái máy đó thì cái đấy thì chúng ta gọi là sbrecaro. Thì ở đây quý vị thánh chánh định cũng có Upanishad và sbrecaro. Thì ở đây đó, như là thánh chánh định là Đức Phật là muốn nhấn mạnh về cái định ở trong trong cái pháp tu tu chứng cái pháp tu chứng. Thì cái chánh định đó ở đây một điều rất là lý thú là Ngài nói rằng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì đó là bảy cái Sabarikara của chánh định tâm. Thì đây là điều mà Đức Phật Ngài dùng từ xài để cũng như Ngài ám chỉ thôi. Ngài ám chỉ, chúng ta nhớ vậy. Bởi vì các pháp này thật sự thì nó có cái sự hỗ tương với nhau, nó có sự tương ứng duyên với nhau. Bởi vì khi mà ở trong bát chánh đạo đó, trong bát chánh đạo ở trong tâm siêu thế thì bát chánh đạo trong tâm siêu thế này thì bảy cái chi đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm nó là tương trợ cho nó là cận duyên và tương trợ cho chánh định, nó tương trợ chánh định. Và chúng ta phải nhớ rằng nó phải có cái sự đồng sanh, có sự hỗ tương tương ưng. Cũng giống như là một cái máy mà chúng ta dùng xài thì nó có những cái linh kiện để lắp ráp chung với nhau mới xài được, chứ nếu mà lắp ráp mà thiếu thì không có vận hành được cái máy đó. Cho nên những cái gì mà những cái phụ kiện nào mà nó đi kèm với cái máy để giúp cho cái máy vận hành thì cái đó chúng ta gọi là parikara. Thì đây là những ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Qua cái câu thảo luận số 3, Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính trình đạt từ đó thưa sư. Bạch thưa đó thưa sư, nếu chúng ta sang bên Thái Lan đó, thì một cái chữ mà các vị ở trong truyền thống Lâm Tăng hay xài, thay vì dùng cái chữ Phavana, các vị hãy dịch chữ Samadhi. Samadhi là dịch thời định học tăng trưởng, nhưng mà các vị dùng là đó là sự tu tập nội tại. Samadhi tôi là một dịch nội tại thì ở trong cái chi pháp á, thì thường chúng ta nói giới, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, định á, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và tuệ á, chánh kiến, chánh tư duy. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói câu là này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi thánh chánh định. Chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng gặp trục trặc kỹ thuật, cho nên thôi để chúng tôi giảng luôn cho cái chỗ này một chút. Xin hỏi quý vị, xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa có nghe rõ không? Cái câu thảo luận này hình như là cái câu thảo luận số 4 chứ đâu phải câu thảo luận số 3. Vì nãy câu số 3 có rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây đó, cái chữ thánh chánh định đó, như chúng tôi nói khi nãy đó, thì ở đây cái chữ chữ Ariyam trước hết đó, Ariya Samadhi, Ariyam Phikkhave Samadhi thì tathā ariyanti lut sang lokuttaram, là chữ ariya ở đây là để chỉ cho các pháp siêu thế, cho nên cái chữ chánh định này là chúng ta phải khu biệt về cái pháp siêu thế, chớ không thể nào mà chúng ta nói chi phần egakata chánh định ở trong cái tâm hiệp thế được. Ta lưu ý chỗ đó. Trong chú giải giải thích cái gì này. Và cái chữ Samma Samadhi, Ariya Samma Samadhi đó là thánh chánh định, ở đây là chỉ cho Magga Samadhi, tức là định ở trong tâm đạo, định ở trong tâm đạo. Tâm đạo thuộc tâm siêu thế Magga Citta. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói về thanh chánh định là chúng ta nói chánh định ở trong bát chánh đạo, chứ không phải là định học tăng thượng. Bởi tại sao? Bởi vì định học tăng thượng thì nó gồm có cả
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Thế Tôn Ngài giảng về Sa Upadisam, tức là Sapacchayam, tức là duyên, duyên trợ cho Sabarikaram, tức là Sabarikwaram, tức là tư cụ cho chánh định, tư cụ cho định, trợ duyên cho định, thì Ngài kể luôn cả bảy pháp. Khi Ngài kể bảy pháp thì chánh tinh tấn, chánh niệm, nó là sa upadisang của samadhi, của sama samadhi, là sabarikharang của sama samadhi. Thì do đó chúng ta mới hiểu rằng chữ sama samadhi, chánh định ở đây là chỉ cho chánh định trong bát chánh đạo, chi cuối của bát chánh đạo, chứ không phải là định học trong tăng thượng. Vì định học trong tăng thượng như chúng tôi đã nói là bao định học trong tăng thượng nó bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà ở đây, ngay chỗ này, ngay cái bài kinh này, thì Đức Phật Ngài đã kể chánh tinh tấn, chánh niệm nó là cận duyên và tư trợ của samadhi rồi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi này. Nam Mô Bổn Thầy. Sát thủ kính thưa thượng tọa thầy sư, và bây giờ thì sẽ dẫn thượng tọa thầy sư đi nghỉ. Phần còn lại thì sẽ được dành ít thời giờ để có một vài chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Thưa quý Phật tử, chúng ta khi mà Đức Phật Ngài dạy về chánh định thì Ngài dạy về khả năng tập trung, tập trung ở tại đây chứ là một cái phương pháp mà làm cho chúng ta được nhung nhuyễn. Tương tự như khi quý Phật tử học Phật Pháp, mình nếu lâu lâu vào nghe, thích thì nghe, không thích thì nghĩ được, thì cũng được chứ không có sao. Nhưng mà rồi chúng ta nghe có khi 20 năm mà không có thấm, không có đào sâu vào giáo pháp được. Nhưng mà nếu chúng ta nghe pháp mà có chuyên chú, có tập trung và có đầu tư vào trong đó, thì nghe lâu ngày chúng ta có một cái sự dung nhuyễn, sự dung nhuyễn đó trong Phật pháp gọi là thuần thục. Hai cái yếu tính rất là quan trọng để cuộc sống của chúng ta về mặt tinh thần có được cái tiến bộ đi xa, đó là niệm và định.
Niệm là sự tỉnh táo, cảnh giác với cái gì mình đang làm. Và định đó là một cái sự tập trung bền bỉ đối với một cái đối tượng của sự vật, nhất là đối với đề mục tu tập. Khả năng tập trung hay là định, và sự tỉnh táo là niệm đó, hai điều này nó trợ duyên bởi cái gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là cái khả năng hướng về cái gì đáng để tập trung, cái gì không đáng tập, cái gì quát, cái gì không đáng để quát sát. Ví dụ như là chúng ta theo dõi một cái cây kiển. Chúng tôi ở chùa có một Phật tử, họ chuyên về trồng cây kiển cho chùa. Đạo hữu đến, đạo hữu chăm sóc từng cái nhánh, từng cái lá, và đạo hữu tập trung rất là nhiều để theo dõi quan sát. Và khi thấy đạo hữu làm việc với cái công việc chăm sóc cây kiển đó, thì chúng tôi lại có lúc nghĩ rằng với cái sự tập trung đó, với cái cố gắng đó, nếu mà đạo hữu chuyên tâm để hành thiền thì có lẽ đạo hữu sẽ tiến bộ. Nhưng mà thưa quý vị, có những người có cái duyên là chỉ tập trung vào cây kiển thì được, nhưng mà khi mà nói đến tu tập thiền định hay nghe pháp thì lại không có cái thích thú, không có đào sâu hơn. Và thật sự đạo hữu làm cũng có đạo tâm chăm sóc cây kiển cho chùa. Ý chúng tôi muốn nói ở đây một điểm là ở trong đời sống chúng ta có định và niệm rất nhiều, nhưng mà cái định và niệm đó đôi khi nó không có đặt đúng chỗ để phát huy tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái mà gọi là đặt đúng chỗ đó, cái đó đạo Phật gọi là chánh tinh tấn. Thí dụ như là ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ có một cái vai trò gọi là whip. Whip là những người mà có cái trách nhiệm ở trong một đảng, thí dụ hiện nay là đảng Dân Chủ đang đóng thượng viện và hạ viện, thì những người whip là những người làm sao mà bảo đảm là các thành viên ở trong đảng đó, các dân biểu và thượng nghị sĩ đó, đi theo cái đường hướng của đảng. Thì chánh tinh tấn giống như vai trò của quyết vậy. Chánh tinh tấn được hiểu là thận cần, trừ cần và bảo cần là bốn chi pháp. Thận là ngăn ngừa ác pháp không cho sanh khởi, trừ là tiêu trừ, đoạn diệt ác pháp đã sanh khởi. Tu là làm sao cho thiền pháp chưa sanh được sanh, và bảo là gìn giữ thiền pháp đã sanh được tồn tại. Nếu chúng ta nhìn vào bốn cái pháp gọi là tứ chánh cần hay tứ chánh tinh tấn đó, thì chúng ta thấy rằng chánh tinh tấn không đơn giản là một cái sự cố gắng, mà là đặt cái sự cố gắng đúng chỗ. Có một thái độ rõ ràng đối với thiện và bất thiện. Nó tương tự như quý Phật tử mà người sống ở bên ngoài đời mà làm ăn có tiền. Có tiền là một lẽ, nhưng mà tiêu tiền ở chỗ nào đó là một chuyện khác. Và cái tiêu tiền ở chỗ nào đó nó khiến cho cuộc sống chúng ta khác đi. Mặc dù mình có tiền đó, ví dụ như có tiền thích đi chơi gác đánh bài, thích mua xe mới, thích chạy đua theo thời trang vân vân. Nhưng mà có những người họ có tiền, cái đồng tiền đó đó họ đắp vào trong vốn, họ đầu tư lâu dài thì chuyện chuyện khác. Thật ra cái chánh tinh tấn được xem như là một cái thái độ lựa chọn, đặt để cái tâm lực, cái trí lực của chúng ta ở chỗ nào. Thì chúng tôi nói lên cái vai trò của chánh tinh tấn đối với chánh niệm, chánh định đó, để chúng ta thấy như vậy là
cái chữ cận duyên và tư trợ ở đây là những yếu tố rất gần những cái cơ phận đi chung rất là cần thiết. Không ai trong chúng ta mà nói rằng mình chạy xe mà mình chỉ quan trọng nhất là cái máy mà mình không cần cái bánh, không cần hộp số. Ngay cả một chiếc xe tốt mà cái bánh nó không có alignment, nó bị vên một bên đó, thì lâu ngày nó còn ăn bánh, nó mòn bánh đi. Thành ra một chiếc xe chạy tốt như là đa số chiếc xe ngày nay mà chúng ta biết đó, là nó là một sự vận hành đồng đều, nhịp nhàng của các cái cận. Nó cũng giống như trong một gia đình mà được tốt đó, là bởi vì mọi người có một sự đồng bộ ở mức độ nào đó. Ở trong một công ty tốt đó, là bởi vì mọi thứ vận hành đồng bộ ở mức độ nào đó. Thì ở trong bát chi đạo đó, mặc dù chúng ta nói sự tu tập đó, đôi khi thiền hay là nó luôn luôn rất là cần được chúng ta Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng và chúng con hết nghe tiếng của Thượng Tọa Giác Đẳng rồi ạ. À. Nếu sư có nghe được tín hiệu của con, xin kính thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. À. Chào. Thưa quý vị, ông có chỉ cho chúng tôi biết là ông có một cái cặp táp, ông cặp táp trong đó ông có bản đồ của các phi trường và cái checkbook, chúng ta gọi là logbook, để mỗi lần máy bay cất cánh đó thì ông phải có nhiều cái để ông kiểm rồi cái nào nó thiếu, cái nào nó dư, cái nào trong tình trạng nào. Thì đó là một điểm rất là thú vị, là bởi vì khi mà người ta điều khiển máy bay không đơn giản là mở máy rồi cho bay chạy tới các cánh, không phải vậy, mà còn kiểm soát nhiều cái cơ phận khác nhau, và những cơ phận này đều phải làm việc tốt. Thì ở đó cho chúng ta ý nghĩa chữ mắt kinh cá là chi Phật, tức là một cái nguồn máy mà cho vận hành đó thì nó đòi hỏi nhiều cái yếu tố liên hệ, và những yếu tố liên hệ này phải hoạt động tốt một cách đồng bộ. Thì bài kinh này hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy được là tại sao chúng ta không thể tu tập đơn giản là chánh định, mà còn có phải có chánh tinh tấn, chánh niệm, và ngay cả chúng ta nói cái tà ngữ, chánh ngữ chẳng hạn. Cái lời nói được chân chánh thì nó ở trong đó nó cũng phải có liên hệ đến chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, rồi liên hệ đến chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và chúng ta đọc kỹ bài kinh này, đây là một bài kinh rất là quan trọng về pháp hành. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư tôn đức Đại Phật Rung để giảng dạy, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ lâm thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con tu được tính hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Sapa sumangalanda tanto sapa devata sapa